Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8 trang 173 đề bài như sau Nêu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ Muốn đảm bảo giấc ngủ cần có những điều kiện gì? Như các em đã thấy thì đây là một câu hỏi tương tự với câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa Vậy để trả lời được câu hỏi này các em hãy xem lại phần lý thuyết trong mục 15 mã ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khỏe sách giáo khoa trang 172. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Ngủ là nhu cầu sinh lý của cơ thể, là kết quả của một quá trình ức chế tự nhiên, có tác dụng bảo vệ, phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh. Thứ hai, muốn có một giấc ngủ tốt chúng ta cần phải tạo một phần xạ, một động hình để chuẩn bị cho giấc ngủ. Tránh những yếu tố làm ảnh hưởng tới giấc ngủ như ăn quá no, dùng chất kích thích như cà phê, chè, thuốc lá trước khi đi ngủ giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh suy nghĩ lo âu và có một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa Sinh học 8 trang 173.